lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ đón tháng 12 âm lịch với những may mắn nào? Liệu rắc rối có tìm đến? Hãy cùng lịch ngày tốt khám phá ngay sau đây. Về tổng quan, người tuổi Hợi sẽ đón nhiều hỷ sự trong tháng 10 này như có cả tam hội và đế vượng che chở. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến bằng bằng về phía trước và đạt được thứ mà mình muốn. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Hợi tháng 12 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng nhận thấy đây sẽ là một tháng ngập tràn cơ hội và nhiều tin vui đang chờ đón tuổi Hợi khi được cả Thái Tuế, Nguyệt Lệnh và nhiều cát tình hậu thuẫn. Sang tháng Quý Sửu, tuổi Hợi được tam hội và Nguyệt Lệnh để vượng nâng đỡ, vận trình sự nghiệp có thăng cấp mạnh mẽ. Công việc trôi chảy, tiến hành việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Hơn thế, tháng này tuổi Hợi còn được Nguyệt Mã và Hữu Bật đưa đường dẫn lối, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Đây là giai đoạn bạn có thể trổ tài đề xuất những ý tưởng sáng tạo của mình, chắc chắn rằng sẽ nhận được sự tán dương đồng tình từ cấp trên và đồng nghiệp. Mối quan hệ tốt đẹp với mọi người sẽ tạo dựng nên sự trợ giúp vô cùng đắc lực trong những dự án mà bạn đảm nhận. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn. Nếu có thể duy trì đà tiến chắc chắn này, giai đoạn cuối năm sẽ trở thành dấu mốc ấn tượng cho những hoạt động năng nổ của bạn trong mỗi dự án. Bên cạnh đó, trong tháng dịch mã động tình xuất hiện, mang theo sự hăng hái nhưng cũng là điềm báo sự bồn bà tất bật. Nhìn chung, tháng chạp này sẽ là thời điểm lý tưởng để tuổi Hợi sống sáo và quyết liệt hơn trong công việc. Bản mệnh dám nghĩ, dám làm, đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo và đang trên đường hiện thực hóa nó. Nếu may mắn, rất có thể ngay trong tháng này bạn sẽ đón tin vui về thăng chức tăng lương, đón một mùa xuân mới càng thêm ý nghĩa. 2. Tử vi tài lộc tuổi Hợi tháng 12 âm lịch năm 2022. Xem tử vi tháng, trong một tháng mà được cả nguyện lệnh và các tinh nâng đỡ, vận trình tài lộc của tuổi Hợi sẽ khởi sắc trông thấy. Cả nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng, dù theo đuổi lĩnh vực nào cũng sẽ đón tin vui. Tháng này có đế vượng xuất hiện, người làm công ăn lương phát huy mạnh mẽ trong công việc, tất nhiên sẽ kéo theo tài lộc cũng sẽ vượng vô cùng. Đây là tháng giáp Tết, cuối tháng các khoản quyết toán các hạng mục về công việc đầu tư cũng sẽ giúp cho con giáp này thu về khoản tiền lương và thưởng đáng khiến cho người khác ngưỡng mộ. Với một số bản mệnh, nguồn thu phụ trong tháng cũng sẽ tăng đột biến, thậm chí còn nhiều gấp mấy lần khoản thu chính. Nỗ lực, kiềm nhiệm việc, nghề tay trái của bạn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có một tháng tất bật với hàng Tết. Thời gian này, hàng hóa lưu thông tốt nhưng đồng thời sức cạnh tranh trên thị trường cũng sẽ tăng cao. Cũng may có thêm Nguyệt Mã và Hữu Bật tương trợ, khả năng tính toán của tuổi Hợi được dịp thể hiện. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó mà thu được lợi nhuận rất tương xứng. Các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời, nhưng do là thời điểm cận Tết nên biến động thị trường rất lớn. Giá Tết cũng có sự khác biệt khá rõ, bạn nên biết điểm dừng đúng lúc, rút lãi ngay khi có thể. Đừng quá tham lam. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hào tài là kiếp tài vây hãm nên bản mệnh cũng có khả năng hao tiền tốn của rất lớn. Có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết hay là mua sắm quà cáp biếu xén, đối nội đối ngoại. Lúc này, rất cần có kế hoạch tài chính phù hợp để chi tiêu không ngặt nghèo mà vẫn còn tích lũy được khoản dư nhất định. 3. Tử vi tình duyên tuổi Hợi tháng 12 âm lịch năm 2022. Thêm một phương diện bừng sáng trong tháng mới của tuổi Hợi, đó chính là về tình cảm. Nguyên lệnh lềm đế vượng như thổi nguồn sinh khí an lành, khơi dậy những cảm xúc ngọt ngào bên trong bản mệnh. Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn nghe lời. Dù thời gian này, mọi thành viên trong gia đình đều tất bật với công việc. Song từ giữa tháng, cả gia đình quây quần bên nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng ban kế hoạch sửa soạn đón Tết, càng giúp cho không khí gia đình từng vừng phấn khởi. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu cũng có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự. Với người độc thân, nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao, bạn có thể dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả sự phát triển sự nghiệp. Khi duyên tới, hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, đừng quá gượng ép, kẻo mọi chuyện sẽ khó thành. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Hợi tháng 12 âm lịch năm 2022. Sang tháng Quý Sửu, sức khỏe của người tuổi Hợi cũng được dự báo là không gặp vấn đề nào quá đáng ngại.
Thể trạng của con giáp này khá sung mãn khi vận khí đang đi lên. Nếu bạn mệnh vẫn giữ được thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì có thể hoàn toàn yên tâm với sức khỏe của mình. Dịch mã động tinh cũng có điểm báo dịch chuyển khá nhiều, vì vậy bạn mệnh nên chú ý hơn tới vấn đề an toàn khi đi lại. 5. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Hợi, Thổ, nam là hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết: vận trình sự nghiệp có sự thăng cấp mạnh mẽ, việc lớn nhỏ đều có thu hoạch. Quý nhân: Thìn, Mão; tiểu nhân: Tỵ, Tuất. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Tuổi Kỷ Hợi, Mộc, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết: các mối quan hệ xã giao hài hòa, nhận được nhiều tán dương và đồng tình. Quý nhân: Dần, Mùi; tiểu nhân: Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, đỏ. Tuổi Tân Hợi, Kim, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết: tài lộc khả vượng, các nguồn thu đều tăng đột biến. Quý nhân: Tuất, Mùi; tiểu nhân: Sửu, Mão. Màu sắc may mắn: nâu, trắng. Tuổi Quý Hợi, Thủy, nam là hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết: tình cảm như thổi nguồn sinh khí an lành, có nhiều cảm xúc ngọt ngào. Quý nhân: Thần, Dần; tiểu nhân: Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn: cam, tím. Tuổi Ất Hợi, Hòa, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết: thể trạng khá sung mãn khi vận khí đang đi lên. Quý nhân: Tuất, Dậu; tiểu nhân: Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn: đỏ, trắng. Trên đây là vận trình tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Hợi. Mời quý anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp đã được cập nhật liên tục và sớm nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt. Lịch chúc quý anh chị và các bạn có một tháng mới hành thông, thuận lợi, bình an và nhiều may mắn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.